qua một khoảng cách dài mà các bạn sẽ vượt qua một chiều cao, đó là hết gần một thân người. Một chiều cao gần hết một thân người. Vâng, các bạn có thể vượt qua. Và lưu ý là không được để chạm tóc. Vừa rồi có một vận động viên đã chạm phải tóc của bạn mình, nhưng không sao vì không có cọng tóc nào đã bị đứt cả. Vâng, bây giờ tiếp tục, các vận động viên chúng ta tiếp tục sẽ biểu diễn. Vâng, vận động viên nhất rất tốt. Vận động viên thứ hai. Vâng, không được, cái này lỡ thôi. Các vận động viên chúng ta chơi rất là hay. Tiếp tục. Thử sức của người đang đứng cản mình. Vâng, vì vậy các bạn lưu ý rằng nếu ai dám cản mình thì rất là nguy hiểm. Lần này các bạn sẽ làm gì đây? Bây giờ một thân người cao hẳn rồi. Đấy, qua rồi. Tiếp tục, bạn thứ hai. Không biết là có bạn thứ hai bay qua được cái thân người này không? Không để lại. Vâng, sẽ được qua rồi. Nên còn hai bạn nữa không dám, bởi vì trước này mặt bây giờ cao quá. À, xin